Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món chè lục tàu xá nhé. Chè lục tàu xá thì các bạn cần chuẩn bị cho mình hạt sen, các bạn chuẩn bị cho mình độ 100g hạt sen nhé. Các bạn ngâm cho mình đi, độ 2 đến 3 giờ thì mình nấu nó sẽ nhanh chín hơn các bạn nhé. Và đỗ xanh thì các bạn cũng ngâm cho mình độ 100 đến 150g nhé. Tùy theo các bạn ăn nhiều ít thì chúng ta có thể ngâm nhé. Nhiều dư lượng nhiều nhé. Và một quả quýt để các bạn lấy vỏ cho mình nhé. Vì món chè tàu lục xá này thì cần có hương vị của vỏ quýt các bạn ạ. Và đường và một ít nước cốt dừa, một ít muối nữa các bạn nhé. Thì sau đó mình sẽ hướng dẫn sau nhé. Trước tiên thì các bạn quýt này thì chúng ta sẽ tách lấy vỏ thì ta sẽ làm sau các bạn nhé. Và bây giờ các bạn rửa cho mình đậu xanh này, để cho nó khi mình ngâm ấy thì mình cũng đã vo rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ rửa lại đi để cho nó có nước chua ấy nó hết nhé. Và hạt sen các bạn cũng rửa cho mình nhé. Và sau đó mình sẽ cho vào nồi để mình nấu. Thì các bạn, sau khi chúng ta rửa xong đậu và hạt sen nhé, bây giờ mình sẽ cho một cái nồi, một cái xoong các bạn ạ. Các bạn cho mình khoảng độ 1 lít nước các bạn nhé, để mình nấu linh đỗ và hạt sen lên các bạn nhé. Các bạn cho mình đậu xanh vào này, và hạt sen các bạn nhé. Và khi nấu món này thì các bạn cần cho mình một chút muối nữa. Thì mình ăn chè nó không bị nhạt quá, nhạt nhẽo các bạn nhé. Một chút muối thôi. Và các bạn bắc lên bếp để mình nấu nhé. Đây, các bạn cho nồi lên bếp và các bạn ninh cho mình nhừ đỗ và hạt sen các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành làm vỏ quýt. Đây các bạn, của quýt thì chúng ta sẽ tách ra để lấy vỏ các bạn nhé. Với một nồi chè này thì các bạn chỉ cần lấy một quả quýt thôi, không cần phải nhiều các bạn nhé. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái thớt nhé. Và bây giờ mình sẽ thái cái vỏ quýt ra các bạn nhé. Các bạn bỏ bớt cái trắng này của quýt đi nhé các bạn nhé. Cái vỏ này này, quýt rất thơm các bạn ạ, cái vỏ của quýt này. Các bạn, sau khi mình bỏ xong hết rồi nhé, thì bây giờ các bạn thái cho mình vỏ quýt ra các bạn nhé. Các bạn thái dài ra cho mình. Các bạn thái dài lại đến hết cho mình nhé. Sau đó thì mình sẽ cho vào nồi chè các bạn nhé. Thì các bạn, sau khi ta thái xong ta được vỏ quýt đấy nhé, bây giờ mình sẽ ra xem nồi chè của mình nhé. Đây các bạn, khi nồi chè của chúng ta sôi nhé, thì các bạn đây có cái bọt như này thì các bạn hớt đi cho mình nhé. Vì khi chúng ta nấu đỗ xanh ấy, lúc nào cũng có những cái bọt này thì các bạn nên bỏ cho mình. Và mình sẽ ninh nhé, khi nào đỗ của mình nó dừ và hạt sen dừ là được các bạn nhé. Bạn chỉ ninh tầm là khi ta ngâm như thế rồi thì chỉ cần nửa tiếng thôi các bạn ạ, là nó sẽ dừ thôi, thì không lâu đâu. Chúng ta muốn nấu chè thì chúng ta trước tiên chúng ta cứ ngâm các nguyên liệu trước đi đã, xong đó mình nấu thì nó rất nhanh được. Các bạn đậy khuôn lại cho mình và cho lửa nhỏ để cho khỏi bị trào ra nhé. Bây giờ mình kiểm tra xem nó chín chưa các bạn nhé. Đây các bạn, hạt đỗ của mình như thế này là đã dừ rồi đấy.
Còn mình xem hạt sen nữa các bạn nhé. Các bạn, hạt sen của mình các bạn đun thêm độ 5 đến 7 phút nữa thôi là hạt sen sẽ chín thôi. Nó chín rồi nhưng mình muốn cho nó dừ thêm ấy. Thì mình đun thêm một tẹo nữa. Thì các bạn, khi chúng ta nấu nhá, đỗ và hạt sen đã nhừ rồi. Như thế này là được rồi các bạn nhé. Và bây giờ các bạn cho mình đường vào các bạn nhé. Các bạn cho mình đổ khoảng độ 80 đến 100 g đường nhé. Tùy theo các bạn ăn ngọt hay nhạt nhé. Thì cái đường này của mình nó rất ngọt. Đường lâu bao giờ cũng ngọt hơn là đường trắng các bạn ạ. Thì các bạn có thể cho một số lượng đường nhiều hơn nhé, hoặc ít hơn. Và mình sẽ đun để cho cái đường này nó tan và nó ngấm vào với hạt sen và đỗ xanh các bạn nhé. Các bạn ngọt hơn các bạn có thể cho thêm đường nhé. Hơi nhạt mình sẽ cho thêm một chút nữa. Chút này đường nữa các bạn ạ. Khoảng độ 100 đến 120 g đường là vừa. Các bạn chỉ cần đun thêm 5 phút nhé các bạn nhé, để cho cái đường này nó tan và nó ngấm vào hạt sen các bạn nhé. Và các bạn cho lửa nhỏ và mình vung lại nhé. Sau khi đun được 5 phút rồi, các bạn cho mình bỏ quýt vào các bạn nhé. Bước này một chút đi. Khi có một chút vỏ quýt vào các bạn ạ, nó rất thơm và ngon nhé. Bạn chỉ bước lại một ít để mình trang trí lên trên bát thôi. Chè thôi. Các bạn đun cho mình độ 2 phút để cho cái vỏ quýt nó ngấm vào với nước nó nhé. Đây các bạn, khi nồi chè đã được nhé, thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái bát này. Và các bạn múc chè ra cho mình nhé. Với món chè này thì các bạn ăn cho ngày hè nóng được và rất mát các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ cho một ít nước cốt dừa lên trên các bạn nhé. Các bạn dưới cho mình một chút cốt dừa lên. Và các bạn có thể cho thêm vài cái vỏ quýt nữa. Đây các bạn, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món chè nục tàu xá nhé. Rất thơm và ngon khi mình nấu có vỏ quýt ấy, nó làm cho món chè của ta thơm và ngon hơn rất nhiều các bạn ạ. Với hạt sen và đậu xanh nhé, làm cho chúng ta mát. Cụ thể vào mùa hè mà hạt sen cũng giúp cho chúng ta ngủ được rất tốt nhé. Nếu mà các bạn mất ngủ thì các bạn cũng nên hay dùng đến sản phẩm từ hoa sen các bạn nhé. Từ sen, tức là hạt sen hoặc nhụy sen hoặc lá sen đều rất tốt các bạn ạ. Như vậy là mình đã làm xong món chè lục tàu xá. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé, là để các bạn có thể làm món này cho gia đình nhà mình có một món chè ngon cho bữa ăn nhẹ nhàng nhé.
Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Ẩm thực miền quê nhé.